kim thân nó rất là sáng, rất là đẹp. Ngọc Dầu chỉ biết được bấy nhiêu thôi, là tại vì Ngọc Dầu đi có 5 ngày thôi, Ngọc Dầu đảo về. Khi mà Ngọc Dầu đi trong 5 ngày đó là cái khóe mắt của Ngọc Dầu nè đưa ra cái hào quang sáng. Lúc mà Ngọc Dầu mà sắp sửa mà đi ra đó, là trong cái lỗ mũi của Ngọc Dầu đưa ra cái làn hơi mà nó thơm dữ lắm. Là trước mắt Ngọc Dầu nhìn thấy là tổ thầy ngồi trên cái hoa sen với cái mặt của cái áo chàng đó, nó giống vậy đó, màu đó. Rồi tổ thầy mới dạy cho Ngọc Dầu, nói con học chưa có rành con ơi. Là thầy nói con hà là Ngọc Dầu học chưa có rành cái chỗ nào. Nhờ ơn của chú hai cũng muốn nói về cảnh giới mà Ngọc Dầu đã được chứng kiến là có thật. Lúc mà cái thần thức bay thẳng lên, cảnh rất là đẹp, và nhìn xuống dưới trần gian, nhà lầu xe hơi giống như đồ mũ vậy đó các vị. Vàng tiền đồ nó không có đáng để mình xài đâu, mà cái thần thức mình xuất gia đó, cái kim thân mình xuất gia nó nhẹ tợ lông hồng, nó trong như nước mít mùa xuân. Ngọc Dầu đã kiểm chứng được nên Ngọc Dầu mới dám nói. Thì chưa có thằng trước giờ chưa thấy thuốc nào mà vậy luôn á. Thuốc mà uống chỉ có 7 ngày thôi mà hết thằng chứng tọ này, cuộc sống này hết nhiều căn bệnh luôn á. Gì là nhưng mà đặc biệt là tiểu đường không có liên quan tới đâu, cái gì không có liên quan tới tiểu đường nha. Mình bị tiểu đường uống bình thường luôn nha, bị tim mạch uống bình thường luôn, nhức đầu gì uống cũng được luôn á. Gì chỉ có 350.000 thêm một combo đồ là chỉ có 400 thôi đó cái gì. Nếu mà có càng thì cứ gọi điện con cháu thằng ha. Còn một lần nữa là có thêm là đây có bà Hà Núi luôn, bà Hà Núi đây đó. Không, thành ra là khi cho bà con lại thành lấy tiền ở trong hội chợ sóc ra đó cho bà con, rồi lại kêu các cái chú gọi là chú quân cấp cái đó đó, người ta lên cái núi để lấy cho mình luôn. Có thành không có tin mấy cái người bán là đường, mấy người có khi bán cái bà Hà Dưới nó uống chung ngứa lắm cái gì đó. Thành đem kêu người ta lên trên kêu mua chỗ thành gì đó là cắt chỗ thành ở trên cỡ xuống luôn, nên là chi cho bà con đó gì đó cái gì. Bà con nào mà có cần thì cứ gọi điện đây ha, cứ gọi một thành để cho một thành ha, cứ gọi điện đây. Nhưng mà bảo đảm một thành sẽ gọi là những người mà chưa mua một thành đó thì một thành sẽ bảo hành của vị trong vòng 7 ngày. Nếu 7 ngày của vị sử dụng sản phẩm mà không có được hiệu quả một thành nói thì cứ gọi điện đây. Và bảo hành chắc chắn đều hoàn tiền ở đầy đủ của vị. Nhưng mà chắc chưa có ai mà điện thoại nói gì chứ, bây giờ chưa ai mà nói mà trả tiền cho bà con hết trơn đó, là vậy đó quý vị. Cũng gần bữa hôm nay thì cũng gần Tết đến xuân về rồi, Tiểu Thành cũng xin chúc bà con cô bác an tâm thường an lạc, hậu quả sớm nhận thành. Hắn nói là mẹ cha là kẻ chồng ăn, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, dòm linh lâm quải mới là, có chi cũng nói vậy mà dân ơi. Không phải là chúng ta đợi tới mà khi mà cha mẹ chúng ta kia chết rồi mình mới báo hiếu đâu quý vị, mình mới cúng kiến đâu. Bây giờ mình chỉ cần mua thuốc về uống cho cha mẹ mình ăn ngon, dùng những của bạc hà này uống cho cha mẹ mình cho khỏe phắn lên thì mình đã báo hiếu rồi đó quý vị. Thì bạc hà này đây đó, bác Thành sẽ chia cho bà con, ai cần thì sẽ gọi. Nào quý vị thấy đi, ở đây đó thì bạc hà ở đây đó thì cắt là củ nào cũng lấy rất là bự luôn, quý vị coi nè. Chà bá luôn, của này là nhỏ đó quý vị, của này nhỏ nhất đó quý vị, nó nhỏ là như vậy đó. Còn của bự á, của bự là rất là nhiều ở đây luôn nè, quý vị xem ha. Của các cái bự đây, có củ chà bá luôn nè quý vị thấy không? Đó, khi không được luôn á, nó bự lắm quý vị. Còn củ này cái 10 kg á. Đó. Còn nếu mà quý vị á ai có mua đó thì ai mà có nhận đó thì rồi. Đau ha, không thấu nổi luôn đó các vị. Các vị tin hay tin đó là quyền, đó là lời của Ngọc Dầu nói thiệt đó. Nó lỡ nó dĩ á, nó dĩ chịu không nổi luôn. Đau dữ lắm, đau chưa tưởng tượng luôn á. Cái này là lời nói thiệt, các vị thương thì Nam Mô A Di Đà Phật, còn không thương thì cũng đừng có nặng lời với Ngọc Dầu, vì Ngọc Dầu là có thật đó nha. Ngọc Dầu là người có sứ mạng của ba trúc tri tôn đó. Nếu không có cái xác phàm của Ngọc Dầu thì ba trúc tri tôn sẽ trở lại năm 78 là có thật. Chính cái xác phàm của Lăng Thị Ngọc Dầu này đã cứu được tri tôn là có thật. Là chuyện gì rồi ngài lập hội tới đây các vị sẽ biết. Đây là lời nói cuối cùng của Lăng Thị Ngọc Dầu. Lần này lần gặp lại là lần cuối cùng, vì Ngọc Dầu còn sứ mạng về đây để trị bệnh. Trị bệnh cho bá tánh, ai bệnh mục, bệnh nặng gì Ngọc Dầu đều trị được hết. Đó là sứ mạng của Ngọc Dầu, là do ai chỉ dẫn cho Ngọc Dầu. Đó chính là
cậu ba trên số 18 gọi là Đinh Văn Hạo, sắc nằm sắc ốp đó là một. Sứ mạng thứ hai đó là ba của Ngọc Giàu, tên là Lăng Văn Đặc, 40 năm về trước cũng đã ngồi từng ngồi bàn đinh ở trong chùa ông trên chợ Giàm đó, mà ngồi được tất cả mọi người khiêng đi tới khiêng đi lui. Ba của Ngọc Giàu phát tâm lên hút thuốc, hút thuốc bắc, hút thuốc nam, thuốc tây gì ba Ngọc Giàu điều trị hết. Ba Ngọc Giàu cũng trị được mấy chục năm rồi, ba Ngọc Giàu cũng mãn phần, mà ba Ngọc Giàu cũng có trường trai được 7-8 năm luôn. Ngọc Giàu xin nói một điều này, nếu mà các vị còn thân còn xác, trường trai trên 4 năm lấy lên, chỉ cần trường trai trên 4 năm lấy lên, các vị sẽ có mặt trong đại hội Lâm Hoa. Còn các vị không ăn chay trường được thì sẽ trở lại hội Long Dân. Long Dân là gì các vị biết không? Bỏ xác chuyển lên làm người tiếp nữa, để trả cái nghiệp của mình. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau. Còn mà trường trai từ 4 năm trở lên sẽ dự hội Long Hoa, tùy theo công đức của mình tạo ở trần gian, mình sẽ làm cái kim thân rất là đẹp, có thể thọ hưởng 400-500 năm bằng cái kim thân đó, rồi mới chuyển thế lên làm người. Rồi mình sẽ hưởng được phước, nếu mình tạo phước nhiều, mình sẽ có được một căn nhà rất đẹp, mình lại giàu có, mà mình làm đồng tiền chân chánh để mình giúp đỡ người khác, rồi mình tu tiếp mới được lên là cảnh cực lạc. Ngọc Giàu chỉ về được hội Lâm Hoa mà thôi. Như tổ thầy đã từng nói, hội Lâm Hoa chọn kẻ tu mi, người hiện đức đặng phò chân chúa. Giờ hôm nay Ngọc Giàu được lộ diện là nhờ gặp chú hai sang đây. Thật ra thì cũng muốn lánh mình luôn, không có nói gì nữa hết, mà tại vì nhờ ơn của chú hai, cũng muốn nói về cảnh giới mà Ngọc Giàu đã được chứng kiến là có thật. Lúc mà cái thần thức bay thẳng lên, cảnh rất là đẹp, và nhìn xuống dưới trần gian, nhà lầu xe hơi giống như đồ mũ vậy đó các vị. Vàng tiền đồ nó không có đáng để mình xài đâu, mà cái thần thức mình xuất gia đó, cái kim thân mình xuất gia, nó nhẹ tợ lông hồng, nó trong như nước mít mùa xuân. Ngọc Giàu đã kiểm chứng được nên Ngọc Giàu mới dám nói. Còn về trong gia đình đó, nếu mà thuận duyên vợ chồng con cái với nhau đó, đó là duyên nợ. Thuận duyên hợp duyên, nó hòa với nhau, rất là thương yêu nhau. Còn nếu không thuận duyên là quan gia trái chủ, vợ chồng hay con cái cũng vậy. Nếu mà vợ chồng thương yêu nhau, như tổ thầy nói, thương yêu nhau đến phút cuối cùng, vợ chồng ấy mới chân là hạnh phúc. Đó là có thể tiến lên kiếp sau làm vợ chồng nữa. Còn đời bây giờ, nếu mà ai thay thuyền đổi bến thì không thể nào cùng chung bằng tâm linh được. Còn duyên về con cái cũng vậy, nếu những bậc người bậc làm con á, phải có hiếu với cha với mẹ, dù nghịch duyên cũng phải gắng cố gắng lên, chứ đừng bỏ cha bỏ mẹ. Như vậy là mình không tròn chữ hiếu. Mình không tròn chữ hiếu khi mình với mẹ mình hay với ba mình không đủ duyên, mình cũng ráng cố gắng lên. Mình nói lời yêu thương, dù mình không muốn nói mình cũng phải ráng nói, để mình tìm cái hạnh phúc cho mình. Nói chung Ngọc Giàu chỉ biết được bao nhiêu đó thôi. Vậy chú hai có dạ, hỏi con điều gì bây giờ không? Đó là cũng có số người ta mong muốn mà hỏi gì nè, thì cô Giàu đây nói về bên tâm linh cô Giàu này cũng nắm được một phần nào. Dạ. Nhưng mà người ta hỏi với dương gian âm phủ đồng nhất lý, mà cái âm phủ là như nào, mình thấy âm phủ như thế nào, nhờ cô Giàu nói về cái phần đó cho người ta hiểu biết. Dạ. Hơn. Các vị biết âm phủ là gì không các vị? Âm phủ là cái thân của mình đó, mình tạo nghiệp nặng. Nó đúng ra thì cũng dễ thương, cũng có cảm tình lắm quý vị ơi. Cô Giàu này là tánh thiệt tình thiệt thà lắm. Cổ thì có sao là cổ nói vậy à.
Và hôm nay thì tất cả ý tôi muốn cho tất cả trên cộng đồng mạng này đã hiểu. Thì hôm nay thì cũng là đầu xuân mới, chúng tôi muốn gặp được cô giàu để trao đổi qua phép. Bởi vì trước đây thì cô giàu thì cũng có cái tâm linh, mà nó đúng ra đó là cô giàu này cũng là giảng sanh nha. Cô giàu này muốn giảng sanh, nhưng mà đây là tại vì cái gốc gác cô giàu muốn trả lại, tại vì cái cuộc đời cô giàu cũng còn muốn để đi làm phước và đi nói đạo cho bà con của người ta để mà tu tập. Vậy tôi xin hỏi cô giàu như vậy là cái theo cô giàu bây giờ cái ý cô giàu như vậy là bây giờ như vậy là như thế nào cô giàu? Theo cô giàu cái ý cô giàu thì sao cô giàu? Cái ý tự nhiên cô giàu nói đi cô giàu. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Lăng Thị Ngọc Giàu, đã mất hồi ngày rằm 15 tháng 10 2023 rồi đó các vị còn thân xác ơi. Tại vì sao Ngọc Giàu mất rồi, Ngọc Giàu đảo lại đây. Dạ thưa xin trình bày là lúc mà cái kim thân của Ngọc Giàu xuất gia đó, Ngọc Giàu bay thẳng về trên cảnh giới 33 luôn vậy đó. Rồi Ngọc Giàu gặp người đầu tiên đó là Tổ Thầy. Tổ Thầy nói cho Ngọc Giàu biết hết, cho nên nó sứ mạng của Ngọc Giàu còn, cho nên Ngọc Giàu phải đảo về xác của mình. Ngọc Giàu đảo về xác mình hồi ngày là 20 tháng 12 tới nay luôn đó. Vậy xin hỏi chú hai có hỏi con điều gì nữa không? Dạ bây giờ như vậy là theo tôi biết như vậy là cái ngày mà cô tính là ngày rằm đó mà cô đã đi đó. Dạ, mà con sức thần thức thôi mà là 5 ngày đó. Dạ thần thức một chút là 5 ngày. Bây giờ trở lại cô, lý do cô thấy như thế nào, nhờ cô giải cho cô bác trên cộng đồng này hiểu và biết luôn đây cô. Dạ những gì mà các phần căn trước đã tiên tri đó thì thật sự các vị tin hay không đó là quyền của các vị. Vì Ngọc Giàu là cái xác này từ nhỏ tới lớn là má của Ngọc Giàu, đẻ Ngọc Giàu ra. Năm nay Ngọc Giàu 48 tuổi, là căn nhà thị của Ngọc Giàu đây. Từ nhỏ tới lớn, nay Ngọc Giàu đã trở lại về đây, Ngọc Giàu biết rõ hết. Đó là câu chuyện có thật hết 100% và 100 phần triệu có thật. Như về tâm linh và người phàm, chỗ nào có chiến sự thì tất cả mọi vị mà mọi người ở trần gian đều biết hết. Còn cái này là tâm linh. Như đối với Ngọc Giàu không bao giờ nói dốc. Tại sao mà có vụ nói về ba trúc tri tôn? Đây là câu chuyện có thật. Dù các vị tin hay không tin, đó là câu chuyện có thật. Ngọc Giàu chỉ nói như vậy thôi. Như vì sứ mạng còn, cho nên phải trở về xác trong thời gian tích tắc nữa thôi, là Ngọc Giàu cũng phải rời khỏi căn nhà này nữa. Giống như cái này là căn nhà thôi. Tại vì xác của Ngọc Giàu là xác hữu, mỗi một người đều ở trong xác này, mà người chủ cái xác này chính là Nguyễn Thị Ngọc Tâm. Lúc mà cái thần thức của Ngọc Giàu sức đi thẳng lên, bay thẳng lên đó, thì cái căn nhà này đã là bà tiên trên trời Đao Lợi phẩm 28 đã giữ cái xác của Ngọc Giàu rồi, cho Ngọc Giàu dạo lên trên cảnh 33. Lần đầu tiên mà Ngọc Giàu nhìn thấy đó là Tổ Thầy. Tổ Thầy dạy cho Ngọc Giàu rất nhiều, vì Ngọc Giàu biết hết. Cho nên từ ngày đó tới ngày hôm nay, Ngọc Giàu luôn luôn trốn trong nhà, không bước ra khỏi nhà. Những ngày Tết xuân đến, Ngọc Giàu có trở về Đình Thế Sơn để gặp lại Đức Phật Thầy Tây An. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Hỏi Ngọc Giàu ơi, mà Đức Thầy có cho biết đó là ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Như vậy là ngũ hành là như thế nào ha Ngọc Giàu? Nhờ Ngọc Giàu. Dạ thưa chú hai, tại vì lúc mà con xuất cái kim thông con ra đó, con bay thẳng lên con trời Đao Lợi, con nhìn xuống dưới trần gian. Nói thiệt cái các vị ơi, nếu có tin Ngọc Giàu thì cái này không phải lời của Ngọc Giàu nói đâu, mà lời kim chỉ của Tổ Thầy dặn Ngọc Giàu, kêu Ngọc Giàu phải về nói cho các vị biết là cảnh trần gian sắp sửa có cơn dịch tả là có thật. Dịch tả là có thật đó. Các vị hãy mở lòng từ bi
mà tha thứ tội lỗi cho nhau và yêu thương nhau đi. Đừng nói cay nói đắng với nhau nữa. Và đừng ganh tị với nhau nữa. Mình hãy mở lòng đi, mình muốn chọn con đường cao thì mình hãy thương. Thương giặc là đứng đầu. Nếu mình ăn chay không được, mình ăn ít lại đi các vị ơi, đừng có ăn nhiều. Lúc mà kim thân của Ngọc Dầu xuất gia đó, đau dữ lắm. Tuy là Ngọc Dầu có ăn chay 8 năm là có thật. Nó đau dữ lắm các vị ơi, đau chưa tưởng tượng luôn. Là cái gì, cái nghiệp nó đến nó đòi mình là những con giặc mà mình ăn đó. 48 tuổi mà ăn được có 8 năm, mà trong mấy chục năm kia cũng ăn mặn mà ăn cũng ít. Mà tới mà xuất cái kim thân ra rồi, lúc mà sửa sản xuất cái kim thân rồi, nó lỡ đó là cái cảnh trần gian này nè, gọi là địa ngục đó. Tổ thầy chúng ta chỉ nói, tổ thầy nói là muốn cho các vị tu, chứ thật ra địa ngục là ở trần gian nè, đó là sự thật. Khi mà xuất cái kim thân ra rồi, tùy theo cái hạnh của mình hành ở trần gian đó, thân tướng tốt đẹp và thân tướng xấu là có. Nếu mà ở trần gian ăn mặn, gạt lừa người này người kia, dối trá, không thương người, không thương vật, sau khi hồn lìa khỏi xác, cái kim thân nó đen thui à, nó xấu lắm. Còn mà có tu ăn chay, làm phước, làm lành, mà tâm không tâm từ bi nữa, kim thân nó rất là sáng, rất là đẹp. Ngọc Dầu chỉ biết được bấy nhiêu thôi, là tại vì Ngọc Dầu đi có 5 ngày thôi, Ngọc Dầu đảo về. Khi mà Ngọc Dầu đi trong 5 ngày đó là cái phé mắt của Ngọc Dầu nè, đưa ra cái hào quang sáng. Lúc mà Ngọc Dầu mà sắp sửa mà đi ra đó, là trong cái lỗ mũi của Ngọc Dầu đưa ra cái làn hơi mà nó thơm dữ lắm. Là trước mắt Ngọc Dầu nhìn thấy là tổ thầy ngồi trên cái hoa sen. Cái hoa sen với cái mặt bô, cái áo tràng, áo tràng đó giống vậy đó, màu đó. Rồi tổ thầy mới dạy cho Ngọc Dầu nói: con học chưa có rành, con học chưa có rành con ơi. Là thầy nói con hà là Ngọc Dầu học chưa có rành, học chưa có dành cái chỗ nào. Là mình còn sân si đó, nhiều khi người ta nói nặng mình tiếng cái mình không nhịn được, mình cũng hơi sân lên. Nếu mà ai nói nặng mình cái mình Nam Mô Di Đà Phật, dù mình sai, mình có sai đi nữa, mình không sai mà họ nói mình sai, mình cũng dám cố gắng mình nhịn luôn, nhịn hết. Mình lấy cái tâm không, cái tâm từ bi mình ban rải cho hết. Dù là người đó có duyên với mình hay không có duyên với mình cũng không nên giận người ta, cũng nên không ghét người ta. Mình hãy lấy lòng từ bi. Bây giờ thầy dạy như vậy, nếu bây giờ mình muốn được về cảnh giới cao thì mình phải xả. Phải xả hết mới được đi, chứ mình không xả làm sao mình đi được. Mình mơ như vậy làm sao mình đi các vị? À, tôi mơ tôi phải có chiếc xe đẹp. Tôi mơ tôi phải có cái nhà rất đẹp. Tôi mơ tôi phải có tiền cho nhiều. Đi không có được đâu các vị ơi, đi không có được đâu. Muốn về cực lạc phải xả. Xả bằng cách nào các vị biết không? Cũng như mình có 100 ngàn, mình giữ lại cho mình 50 ngàn đi. Còn 50 ngàn mình đem bố thí cho người ta. Mà điều quan trọng nhất là phải trường chay đó nghe các vị. Nếu không trường chay được thì không bao giờ về được cảnh giới 33 đâu. Chỉ có những bậc nào trường chay từ 4 năm lấy lên là sẽ được dự hội lâm qua. Nếu mà trường chay từ nhỏ tới lớn mà tâm từ bi giúp người thương vật, sẽ về cảnh giới cực lạc. Dạ con biết được bấy nhiêu đó thôi. Dạ. Bây giờ để xin hỏi Hồng Ngọc Dào, mà Đức Thầy có cho biết đó là lầu đài núi cấm lộ nay mai thức chỉnh chúng sanh mới tỏ bài. Mà như vậy là trong cái phần đó như vậy mà Đức Thầy cũng còn nói một cái nữa là rắn to tên gọi mãn xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Như vậy là cái người mà rắn to tên gọi mãn xà như vậy nữa mình làm ác là rắn to nó tha hay sao Ngọc Dào? À, dạ, còn mà lâu đài núi cấm lộ nay mai là chừng nào lộ như thế nào đó nhà? Dạ thưa chú hai, dạ thưa các vị còn thân còn xác. Tại hồi lúc đầu Ngọc Dào cũng như các vị vậy thôi, không biết gì trơn, cũng chỉ biết mình có công đức chút xíu, có công đức chặt thuốc nam với đi hộ niệm với phóng sanh với ăn chay với làm lành thôi. Thì bỗng một hôm Ngọc Dào nằm ở trên bộ ngựa đó, Ngọc Dào tự nhiên thấy mình trong người của mình đi ra hai cái thần thức,
một cái thằng thất dâu dài, một cái thằng thất dâu cục. Rồi cái chuyện gì đến đến, rồi Ngọc Dầu không biết, Ngọc Dầu là cũng như là không biết cái gì luôn. Chỉ biết là đưa mình vô chùa ông, rồi nguyên cái dần hào quang vậy nè, chụp xuống cái xác của Ngọc Dầu và nói là ta sưởi ấm cho con. Thì Ngọc Dầu về tới nhà, Ngọc Dầu té ngang á, thì Ngọc Dầu thấy mình trông như đứa bích mùa xuân, giống như bị nhốt trong cái thị quả thần lưng vậy đó. Giống như mà tâm trạng mà được Tô Ngộ Không á, úp cái dòng thủy quả thần lưng cho lửa đừng có cháy đó. Nhưng mà trong cái kim thân của con hiện giờ là thật sự hiện giờ có ba cái kim thân. Dạ, không dám nói. Dạ, nhờ chú biết ba kim thân là nói luôn nghe. Dạ, kim thân thứ nhất là của con đây. Tại căn nhà này có căn nhà của con hồi nhỏ tới lớn mà. Dạ. Con đảo về căn nhà của con thì con trụ được căn nhà của con. Và căn một thứ hai nữa là kim thân thứ hai nữa là Nguyễn Ái Quốc. Kim thân thứ ba chính là Bủ Vinh. Vậy các vị muốn hỏi Nguyễn Ái Quốc hay hỏi Bủ Vinh? À, nhờ cho biết hai cái người đó luôn mà cho rõ. Không, chỉ có một người lên nói thôi, một cái kim thân lên nói thôi. Dạ, bây giờ nói từng người đi. Dạ, thì con đã nói rồi. Cái kim thân con hiện giờ có ba cái phần căn. Một là căn nhà thật của con là Lăng Thiện Ngọc Dầu đây. Dạ. Còn căn nhà con, một cái kim thân thứ hai chính là Ngài Nguyễn Ái Quốc, chính là Cụ Hồ Chí Minh. Còn cái kim thân thứ ba đó là Bủ Vinh, người đã từng sát hại tổ thầy của chúng ta, sát hại tổ thầy của Ngọc Dầu. Vậy chú hai muốn hỏi Hồ Chí Minh không nhào vô cái xác này nữa thì xác này được bình an rồi, không có mà khổ sở như vậy đâu. Như thôi các vị, ta chỉ nói vậy thôi. Mùng 7 này ta chính thức rời khỏi căn nhà này. Ai có bệnh hoạn gì đó lợi cho con nữ lăng này nó lên nó chị miễn phí. Đó là ai chị? Lăng Văn Đặc là người đầu tiên đứng ra chị, đó là ba nằm đó, xác ba nằm đó, gọi là Đinh Văn Hạo. Thôi ta xin chào, hết giờ ta nói rồi. Dạ, bây giờ để cho tôi xin hỏi một câu nữa thôi Ngọc Dầu ơi. Bây giờ như vậy là nếu Ngọc Dầu tôi thấy hiểu tâm hiểu nhiều quá rồi. Bây giờ như cái chặng mà năm 1978 mà cái chặng Ba Chúc đó, mà trên chảnh Miên mà nó xuống giết, bây giờ là khoảng gần 4.000 cái đầu lâu. Bây giờ trên chảnh là theo Ngọc Dầu biết cái phần đó như thế nào không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa các vị, thì thường thường á, chú hai của con á, là gọi là chú hai lùng trương thành được, và chú hai cũng đã mất rồi, hay tổ chức đi từ thiện, đi chỗ này chỗ kia cũng có Ngọc Dầu góp công trong đó. Có lắm mấy lần Ngọc Dầu cũng có đi với chú hai lên Ba Chúc, thì Ngọc Dầu chỉ nghĩ là chỉ nghe người ta kể lại là vụ thảm sát năm 78 là do nơi Bon Bót tràn xuống chi Ba Chúc Chi Tôn để mà hạ sát bá tánh An Giang. Thì Ngọc Dầu chỉ coi được những bộ xương ở trong đó và những cái cây với bình xăng với cái dao đồ đó. Mà nói là hồi xưa đó là năm 78 tràn xuống để mà giết dân An Giang. Thì Ngọc Dầu chỉ biết như vậy thôi, chứ Ngọc Dầu là người phàm cũng như các vị vậy thôi, chứ đâu có biết gì ba cái, đâu có biết gì cái cuộc chiến của thời xưa. Thì sau khi Ngọc Dầu thoát xác ra rồi, Ngọc Dầu mới về căn nhà Ngọc Dầu mới biết. Ngọc Dầu chỉ biết như vậy thôi. Tại vì Ngọc Dầu không có lệnh để nói nhiều, để chờ ngày tất cả bỏ xác sẽ biết câu chuyện này là có thật. Dạ, bây giờ để xin hỏi Ngọc Dầu một câu nữa thôi nha. Cái này vậy, là có vậy nhiều con người. Hỏi chú hai với các vị nè, có cần gặp bác Hồ của chúng ta hay không? Rồi không, là... không, cái đó bây giờ thôi bác Hồ, bây giờ mình để bên đi, mình cũng không nên nói nhiều, cái đó dạ, không hay. Dạ. Bây giờ để có nhiều người ta biết Ngọc Dầu nhiều lắm nè, dạ. Nhưng mà ta hỏi cái này cho rành luôn. Dạ. Người ta hỏi nói là rừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài đó, như vậy là rừng lâm cây đá thấy ngày nay là thấy như sao? Mà có các đài là như thế nào? Người ta muốn hỏi cho biết rành như chỗ đó đó Ngọc Dầu.
Dạ, con không có quyền để nói nữa đâu chú hai. Tại vì các phần căn trước trong đó có chú hai con nói rồi. Với lại cô Hoa Lý cũng có, và Phi Nhung cũng có, tất cả những gì chúng con nói, con nói đều có hết. Các vị đó đã tiên tri hết rồi, nay con không có quyền tiên tri lại. Con chỉ có quyền nói là lúc mà con thoát xác ra, cái kim thân con bay thẳng về cảnh giới 33, và con nhìn xuống chiếc trần gian con thấy như thế đây vậy đó, thì con nói vậy. Giờ con chỉ khuyên các vị còn thân còn xác hãy gắng cố gắng lập công bồi đức, và trước nhất hãy lấy tình thương là đứng đầu. Mình đừng nặng lời với ai hết, và mình hãy lấy lòng từ bi mà khoan dung hỷ xả tội lỗi. Dù người đó có sai, mình lấy lời khuyên thôi, chứ mình đừng có mắng nhiếc người ta. Mình gieo cái tình thương thì sau này mình gặp lại tình thương. Mình gieo nghiệp dữ thì mình sẽ gặp nghiệp dữ. Các vị thấy không? Trong cái năm mèo vừa qua, chồng giết vợ quá chàng đó, các vị có thấy không? Vài bữa cái có chồng giết vợ, vài bữa có chồng giết vợ, rồi vợ giết chồng đó. Là tại sao các vị biết không? Tại mình gieo cái nhân xấu, cho nên là mình gặp cái quả xấu. Cho nên sát hữu của Ngọc Giàu cũng, Ngọc Giàu đảo về đây, thời hạn cũng không còn bao lâu nữa. Giờ kim thân của Ngọc Giàu cũng phải xuất gia. Và ngày mà Ngọc Giàu, kim thân của Ngọc Giàu xuất gia cũng gần tới rồi. Nhưng Ngọc Giàu không bao giờ nói là ngày mấy Ngọc Giàu đi nữa. Ngọc Giàu biết ngày giờ của Ngọc Giàu ra đi nữa, nhưng mà Ngọc Giàu không dám nói. Không ai nói trước được điều gì. Những gì nói là do nơi Bủ Vinh nói, chứ không phải Ngọc Giàu nói. Vì Bủ Vinh là người đã sát hại Đức Phật, Đức Thầy của chúng ta, thì làm sao nói lên mạng mà nói đúng được. Vậy Ngọc Giàu chỉ biết như vậy thôi. Xin chào các vị. Thôi bây giờ như vậy là kết thúc cái chương trình hôm nay. Trong đó thì muốn biết Ngọc Giàu một lần nữa thôi nha. Bây giờ như vậy là bây giờ như cái cảnh mà cái thế tạo nó thỏa mãn gì quá, mà dịch bệnh nó vừa trải qua và đang Trung Quốc nó đang bùng nổ đó, rồi mình thấy cái tình hình năm nay mình thấy như thế nào, cảnh nghèo khổ như thế nào, Ngọc Giàu. Dạ, Ngọc Giàu cho biết cái cảnh năm nay. Dạ, con không dám nói nữa nghe chú hai. Tại vì cái dịch bệnh này á, theo con biết á, là các vị ơi, không tránh được đâu. Chị Ngọc chỉ biết là nói như vậy thôi. Không tránh được đâu nghe các vị. Vì Ngọc Giàu biết, Ngọc Giàu nói. Như Ngọc Giàu hồi lúc còn căn nhà của Ngọc Giàu, Ngọc Giàu dắt thụ kinh của tổ thầy. Vậy Ngọc Giàu xin ngâm một đoạn của tổ thầy cho các vị nghe. Các vị có đồng ý không? Dạ, 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 mời Ngọc Giàu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây hả? Trong lục tình ai là người trí mạo thức thờ, tầm mà đạo nhiễm sâu, khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quy, coi rồi phải thân mình tự trị chẳng độ sông. Phật khó giấc dịu, thả thiện từ bên giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra vọng lại thấy trưa, năm mới đó rồi qua năm sao lộn rồi năm cũ đó rồi qua năm mới. Xin các vị hãy tha thứ nha. Tại vì nói cái kim thân của Ngọc Giàu tới ba cái kim thân lận, cho nên một cái người xấu mà luôn ăn hiếp Ngọc Giàu, luôn đánh Ngọc Giàu đó, mỗi khi Ngọc Giàu ngâm cái là quậy ở chổng, cho nên ngâm hơi sai đó. Xin các vị, nếu mà các vị tin thì tin, còn không tin thì thôi, đó là quyền của các vị. Bầm mình đánh bầm mình hết trơn á, đó là sự thật đó. Vì giận gì các vị biết không?
giận đã thua cuộc. Các vị biết thua ai không? Thua thứ nhất đó là chú hai của Ngọc Giao, chính là ngài Hai Lùng, gọi là Trương Thành Được là một. Thua người thứ hai đó là ông già chồng của Lăng Thị Ngọc Giao, chính là Phan Văn Sáu, gọi là Phan Văn Nở đó. Phan Văn Nở đó. Người thứ ba gọi là Nguyễn Ngọc Ni, gọi là Ba Hòa Hảo. Ba người này là ba cốt cụ của Đức Tổ Thầy. Cho nên ba cái kim thân này mắc trong năm, từ năm 21 tới năm 22, nhờ có ba kim thân cao này cho nên mới giúp được cho Ngọc Giàu đó. Nếu không thì Ngọc Giàu còn te tua nữa. Người giúp được cho Ngọc Giàu duy nhất đó chính là chú hai đó. Chú hai: con là Lăng Thị Ngọc Giàu, con lúc mà con xuất cái kim thân, con đã nhìn thấy được chú. Và lúc mà con nằm, con nghe tiếng Thanh Kim Huệ hát rất là hay, và thân tướng của Thanh Kim Huệ thì không nhìn thấy được, chỉ nghe tiếng hát của Thanh Kim Huệ bên lỗ tai thôi. Và nhìn được cái khuôn mặt của chú hai mình rất là đẹp, và hai cái hào quang sáng này tua ra vàng. Nói chung các vị ơi, các vị mà có tu đi, các vị đứng dậy, kim thân các vị mà đứng dậy rồi các vị sẽ thấy được. Nó nhẹ tợ lông hồng nếu mà có tu nha, còn không có tu là nó nặng lắm. Đó là sự thật đó. Tại vì Ngọc Giàu thuộc kinh của tổ thầy rất là nhiều, nhưng mà Ngọc Giàu ngâm giữa chừng là bị quậy, năm giữa chừng là bị quậy. Xin các vị hãy mở lòng từ bi mà tha thứ cho Ngọc Giàu. Thôi, chú hai có hỏi con điều gì dạ, nữa không? Thôi bây giờ như vậy là cũng sắp kết thúc đề tài. Muốn hỏi lại một câu nữa cho người ta hiểu rõ luôn. Dạ. Lúc mà Ngọc Giàu mà đã muốn bỏ xác mà đi 5 ngày đó, xác dạ. còn lại một cái linh tính đó, dạ. đi 5 ngày là như vậy, Ngọc Giàu có thấy cái gì mà rõ hơn nữa không? Nhà Ngọc Giàu nói biết chút xíu nữa thôi. Dạ thì con thấy là con bay tuốt trên cao, con nhìn xuống cái kim thân của con á. Con nhìn xuống thì con thấy cái ở dưới này nó nhỏ xíu à. Người ta thì giống như con kiến vậy đó, nhà cửa đồ, xe hơi đồ, nhìn không heo gà đồ thịt như mấy người ta ăn mặn á, mình nhìn mình không có ăn được, đâu có ăn được, đâu có thân đâu mà ăn. Dạ thưa các vị, xin nói một điều gì nha, nếu mà có đám giỗ ngày Hồ Chí Minh hay là Bửu Vinh à, bây giờ vậy là cho biết là Bửu Vinh đi à. Vậy tôi là Lăng Thị Ngọc Giàu. Trong cái câu chuyện này, tôi về căn nhà của tôi biết được đôi chút. Vậy tôi mời ông Bửu Vinh lên để phân trần với tất cả các vị còn thân còn xác về vụ ba chúc chi tôn tôi Lăng Thị Ngọc Giàu. Muốn ông nói rõ hết, tại vì ông quá ác, ác dễ sợ, ác vô cùng. Các vị có biết không? Tại vì thân này là thân của Ngọc Giàu mà. Ngọc Giàu bị đánh nhiều lắm. Các vị có biết không? Ngọc Giàu bị cái tay này là bàn tay này là bàn tay của Ngọc Giàu, bàn tay của cha mẹ Ngọc Giàu sinh ra. Mà Ngọc Giàu không biết tại sao mà Bửu Vinh lại hận An Giang của chúng ta như vậy. Quay cái đầu của Ngọc Giàu xuống, đưa vô cái hình của ba con Ngọc Giàu chết, cầm cây kéo xổn đầu Ngọc Giàu, rồi lấy kéo cắt đồ hết của Ngọc Giàu, lột quần áo của Ngọc Giàu ra, xiết cổ Ngọc Giàu, lấy cây quánh Ngọc Giàu bên đây, ba cây bầm tím hết, bầm ngay đây hết, quánh gãy cây luôn, dùng tay này quánh, rồi dùng cái tay 10 ngón tay nè đánh vậy nè, sưng mặt của Ngọc Giàu luôn, rồi quánh nhiều lắm, quần áo của Ngọc Giàu cắt bỏ hết mấy bộ, và dùng thôi quánh nhiều lắm. Ngọc Giàu không có kể được nữa. Ngọc Giàu nếu mà kể hoài thì Ngọc Giàu sẽ khóc, các vị sợ các vị không tin. Thôi bây giờ tôi mời ông Bửu Vinh, tại sao mà ông đánh đập tôi như vậy? Ông hãy lên phân trần cho tất cả người dân An Giang của chú tôi được biết. Tại sao mà ông phải làm như vậy? Tôi xin mời ông lên.
ta không muốn nói điều gì nữa. Đây là ân quán, dù ta có nói gì đi chăng nữa, tất cả người dân An Giang cũng không bao giờ tin đây là sự thật đâu. Hãy chờ cơn dịch tả tới đi, rồi hồn lìa khỏi xác sẽ biết câu chuyện này có thật hay không. Ta chỉ nói như vậy thôi, vì ân quán, ân quán cho nên mới có đến ngày hôm nay. Như tất cả người dân An Giang, người dân Chợ Giàm, người dân Chợ Trời, họ không có cái trí, họ không có cái trí, cho nên họ không biết gì trong cuộc chiến hôm nay. Vậy thôi, ta chỉ nói như vậy thôi, đã kết thúc rồi. Hôm nay là lần cuối cùng, ngày mùng 7 này, bữa nay là ngày mùng 4. Ngày mùng 7 này chính thức, ta sẽ rời khỏi căn nhà của nữ họ Lăng này, để nhường lại cho Lăng Văn Đặt vào xác. Và một người thứ hai nữa, đó chính là người trên số 18 đó, trong sắc ớt đó, ta nói như vậy đó, gọi là Đinh Văn Hạo. Chợ Trời, Chợ Giàm, Đùi Bước, tất cả mọi người có ai biết xác ba nằm trên số 18 gọi là Đinh Văn Hạo không? Xác ớt đó, để nay nữa 55 năm giờ đó, sẽ cùng với cái kim thân này, với Lăng Văn Đặt ra đời trị bệnh. Ai bệnh hoạn nặng gì cứ việc lợi, được trị hết, và trị miễn phí, không nhận ai dù chỉ 1.000 đồng. Tự kiếm thuốc, kiếm gì đó về đó mà chính ba Đặt sẽ cho thuốc về mà chờ lời trị. Thôi ta chỉ nói bao nhiêu thôi. Như trước phút ta đi, ta xin nói một câu cuối cùng. Ngửa mặt lên trời không thẹn với nước Tàu. Ta là dân nước Tàu, còn nữ này cũng là dân nước Tàu. Như thờ đó là thờ của ai biết không? Thờ của Tần Thủy Hoàng. Sát ti mắt như cái hồn thiên không mắt, giống như những câu nói của tổ thầy của các vị thường nói đó, phải không? Như hôm nay Bủ Vinh ta đảo về cái xác này đã từ lâu rồi. Nay là bao lâu biết không? 2 năm 5 tháng ta đã ở trong xác của nữ Lăng này 2 năm 5 tháng, cùng với ai biết không? Nguyễn Ái Quốc. Biết Nguyễn Ái Quốc là ai biết không? Nguyễn Ái Quốc chính là Hồ Chí Minh và Võ Thị Đông, ba trong một, là cái xác phàm của nữ này đây. Khi cái kim thân của nữ này bị nhốt ở trong thủy hỏa thần lưng, thì ba cái kim thân ta nhào vô. Người nhào vô đầu tiên đó chính là Võ Thị Đồng, người nhào vô kế là Bủ Vinh ta. Ta tưởng đâu mình ta vô thôi, ai ngờ cuối cùng Hồ Chí Minh nhảy vô nữa, ta mới mắc kẹt luôn trong xác của nữ này. Chứ đáng lý ra ông bà cha mẹ mình đó, mình cúng chay hết đi, mình dành ra một ngày để mình ăn chay với chung với ông bà mình, công đức lớn lắm đó các vị. Tại vì mình ăn mặn đã mấy chục năm rồi, mà mình cúng chay, mình ăn mặn, bên cúng chay bên cúng mặn thôi, mình nhín ra một ngày, chỉ duy nhất một ngày dành cho ông bà đi, mình cúng hết chay, mình ăn chay chung đi, ông bà vui lắm đó, thiệt đó. Con nói thiệt đó. Mà mình cúng chay mà ở đây mình no làm đồ mặn mình ăn, ông bà buồn lắm. Ông bà rất buồn và rất đau khổ đó. Đau khổ gì các vị biết không? Đau khổ cho các vị đó. Chứ ông bà đâu có ăn được đâu mà ông bà đau khổ. Đau khổ cho con cháu đó. Thì ngày xưa cũng có câu gì như vậy, mình có thân chúng cũng có thân, mình giết nó là trái căn công bằng đó nha các vị. Mình dành ra một ngày mình làm chay hết đi, rồi mình dùng chay với ông bà mình. Mình mời ông bà mình về, mình dùng chay với ông bà mình. Như vậy mình mới có hiếu đó. Nói thiệt luôn đó. Ông bà vui là mình có hiếu. Còn các vị mua gà, mua vịt, mua heo về các vị mặn ăn trong ngon miệng các vị, ông bà khóc lắm.
đó là sự thật đó, tại vì còn Ngọc Giàu thấy hết mà. Những ngày mà đám giỗ của bên dòng họ của Ngọc Giàu mà toàn là những người chết về bên Ngọc Giàu không à, đâu có ai mà gia mà dự chung với con cháu đâu, toàn là ở chung với Ngọc Giàu không à. Ngọc Giàu thấy hết trơn á, mà ngồi khóc nữa, khóc cho con cháu mình á. Ngọc Giàu thấy sao? Ngọc Giàu thấy nói vậy đó. Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn Ngọc Giàu ha. Dạ, yeah. Yeah, mô Phật. Yeah. Thôi, con cho con ngâm một câu cuối đi ha. Dạ. Yeah. Của Đức Thầy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, xin Ngài Bửu Vinh hãy giúp cho con, để cho con ngâm trò một bài để giúp cho tất cả người phàm cùng nghe chung. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày vui tôi cũng đã lô bóng, cớ sao đời còn mãi say xưa, không tìm thầy đang hưởng phước thừa. Ngài lập hội tai dinh nhằm quê, trao thân phận giảng danh hiếu để thọ gia thầy nơi chốn mây rồng. Đừng chia lìa bất tổ Nam Tông, chỉ biết giống lạc hồng mà thương cổ. Tai nghe chi những câu ai ố, lòng từ bi chớ cố lời rèm. Đạo hiểu rồi ngon tờ gọi nem, tuy cõi thế lâm lem trần tục, mây gánh hơn đầy lòng nghi ngút. Giữ dạ trong đừng đục mới màu, mình giữ cái thân mình cho trong sạch hết nghe các vị, mới về cực lạc. Đừng làm kiếp người nữa, sanh, lão, bệnh, tử phải chịu bệnh. Khi mà bệnh rồi phải chết, chết tùy theo nghiệp của mình mà đi đó các vị. Thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.